Xin chào các bạn trong làng văn hóa đọc K3. Bài tập tuần 6, hộ 42 chúng tôi lựa chọn chủ đề tinh hoa văn hóa đọc. Xuất phát từ cuốn Tôi tự học của tác giả Nguyễn Duy Cần, bàn về mục đích của việc học, phương pháp học, phương tiện cũng như điều kiện cho sự tự học. Kết hợp với văn hóa ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Các thành viên trong hộ 42 chúng tôi luôn xác định sự học là suốt đời, trong đó sự tự học là quan trọng. Trong suốt 6 tuần đồng hành cùng với làng văn hóa đọc K3, hộ 42 chúng tôi cũng đã thu được những quả xanh, quả vàng, quả đỏ. Học, tham gia làng văn hóa đọc K3, chúng tôi đã tự rèn luyện được khả năng tự học, tự đọc, óc quan sát, phân tích và đúc kết. Hiểu, xây dựng được kế hoạch cá nhân, dành thời gian cho việc chọn sách và đọc sách hiệu quả. Cuối cùng cũng thu được những quả đỏ ngọt ngào, thực hiện được kế hoạch, áp dụng được những điều đã học vào trong cuộc sống, rèn thân, tâm trí mỗi ngày và tham gia các hoạt động xã hội để chuyển hóa bản thân và thay đổi cuộc sống. Chúng tôi xác định tự học là quá trình tự nghiên cứu, tìm tòi, tích lũy kiến thức để làm giàu hiểu biết cho mình. Trong đó có nhiều hình thức và phương pháp. Đọc sách là phương pháp tự học hiệu quả nhất. Vấn đề đặt ra là đọc sách gì, đọc như thế nào và sau khi đọc chúng ta áp dụng được những gì vào trong cuộc sống. Từ cuốn sách Tôi tự học của tác giả Nguyễn Duy Cần cũng như những đúc kết về sự tự học, các thành viên trong hộ 42 của chúng tôi đã cho ra đời bài thơ Tôi tự học để thành công. Người học như thể ngọc mài, học cho tâm sáng ngày mai giúp đời. Có nhiều cách học bạn ơi, trong đó tự học ta thời ứng ngay. Biển trời học vấn xưa nay, mênh mông như nước như mây của trời. Sự học ta phải tuân lời, học rộng tóm gọn chuyên sâu mới thành. Tinh thần bền bỉ tinh anh, ứng nhân xử thế ai nhanh cho bằng. Muốn cho sự học công thành, ta cần chú ý dành nhiều thời gian. Sự học bao nỗi gian nan, sống sao đơn giản bình an trong đời. Tránh xa những kiểu lời mời, tinh thần tản mát học thời tập trung. Sự học không thể mông lung, cái dây nhân quả ứng liền đó nha. Mọi sự mọi việc sinh ra đều có nguồn gốc căn nguyên đó mà. Vậy nên ta học hiểu hành sẽ cho cây quả vàng xanh chín dần, cuối cùng quả đỏ bao phần. Bấy nhiêu tri thức ta cần để thành công. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.